con làm đi. Con cái giỏi nhất là con không xin công xá gì đâu. Con chỉ xin được sống thôi. Có ai làm phúc dắt con đi với không? Lạy các ông các bà, thế con làm đi. Dạ thưa bà, con đã gọi chúng nó đến rồi ạ. Chọn kỹ vào, còn sức hãy mượn. Không có lại chết lăn ra khỏi nhà bà ấy. Con cắn cơm cắn cỏ, con lại bà thương con. Bà không xa gì. Bà thương con ạ. Mỗi công một bát cám. Kheo đã. Bát cám bằng từng này. Còn lần con ăn không đủ no. Nó trả thế thì bằng cấp công không người ta. Còn hơn phải ăn khô dầu. Xưa nay khô dầu người ta chỉ để bón ruộng. Thế mà bây giờ lại nhìn kia kìa. Một hào, khô dầu một hào cơ. Lại ông còn đói quá. Đi đi, không có đâu, đi đi. Con lạy bà. Kìa cô, con lạy bà đi. Bà cho cháu về hầu hạ bà. Trời, con không dám chịu. Gạo đâu mà nuôi chúng mày? Con lạy bà. Kìa con. Tiền đâu mà mua chúng mày nè? Con lạy bà. Thưa bà, hàng kỹ lắm nè. Này, tôi mua một cỗ hình nhân và một con nghe vàng giá bao nhiêu? Dạ, hình nhân thì xin bà 15 đồng, còn con nghe xin bà 5 đồng ạ. Úi giời, người khỏe mạnh còn làm được việc còn chả đáng đồng bạc. Sao nhà chị nói thách thế? Dạ, hình nhân mà cưỡi nghe vàng, bà đốt xuống âm phủ cho cô ông. Để cô ông làm nàng hầu thì cô ông phù hộ cho bà lắm ạ. Mang về. Gửi cậu ạ. Giả hình nhân 12 đồng, nghe vàng 3 đồng đây. Con xin bà. Các bác ơi, ai cứu bà cháu với. Bà ơi.
ơi, bà trời ơi, bà rồi, cảm ơn ơi. Là kẻ lỡ độ đường qua đây, máu chảy ruột mềm, người thập phương đều là anh em đồng chủng. Sư thầy tôi xin tụng bài kinh cầu cho hồn người oan thác. A Di Đà Phật. Nam mô Như Lai Phật Tổ Đại Độ Từ Bi chủ trì quả phúc xót thương cõi tục hồi phục chúng sinh điêu linh khổ cực. Nam mô hôm nay oan ức hãy giúp nhau về nghe thể giải oan. Nam mô kinh khổ cứu nạn muôn vạn chúng sinh oan từng chết đói xác phơi đầy đất xác chất đầy sông xác chồng giữa núi hỏi tội vì đâu. Tội vì đâu say dầu mưa nắng suốt cuộc đời nghèo đói đắng cay làm ra tóc gạo khô khoai mà nay chết đói chẳng ai thương tình chẳng thương tình còn dình cướp hết từ cửa nhà ruộng đất vườn cây hỏi rằng phải tính sao đây để ta được sống những ngày ấm no. Liệu cháu có sống được không hả thầy? Cả nhà cháu chết hết rồi. Lúc này đồng bào ta tính chậm một ngày là chết đói thêm hàng vạn. Tính đúng một ngày là thoát cả sống nhục lẫn chết nhục. Sư thầy là người cách mạng. Vâng. Việt Minh cử tôi đến đây với đồng bào. Việt Minh nay hoạt động ở khắp nước. Ngay bây giờ chúng ta có thể cử người ra ngoài kia gác. Và sau đó chúng ta có thể bàn bạc nhau vào nhà lý trưởng đốt sổ thuế giữ lấy thóc. Không được xé biết chưa? Người này hôm qua ngồi bốc thuốc ở chợ rồi theo tốt người đói đi về phía cây đa đoài thôn đấy mà. Ba nghìn đồng hoặc năm tạ gạo. Khiếp chưa? Năm ngoái gạo mới có 100 một thùng, rồi lên 120, 150, rồi vọt lên 600. Cụ tính cứ mà chả chết đói. Nhưng
600 chứ 800, chả ai dám báo ắt cộng sản đâu. Bây giờ họ hoạt động khắp nơi của ạ. Cờ đỏ, truyền đơn, khắp làng, khắp tỉnh. Ai mua cá không? Ai mua cá nào? Bác ơi mua cá giúp cháu. Bác mua cá không? Cá nào? Này, con kia, bán cá bà mua. Bây giờ mày muốn lấy tiền hay muốn quét quanh bàn cân để vét thóc vét gạo? Vâng, cháu xin quét ạ. Ừ. Em gắn cho nhà đốc sao thì phải gọi là cô đầu hạng nhất đấy ông ạ. Này bà bảo muốn khỏi chết đói ở đây hầu hạ bà sẽ cho ăn trắng mặc trơn. Nhân nhà mày, bà muốn cứu sống mày, mà mày lại nhìn bà thế à? Xéo, xéo ngay, bà không cho mày quét thóc gạo nữa, xéo! Này, có giỏi mai đến chợ, bà chỉ quẳng ra một đống thóc là có đứa vặn gãy cổ thôi, mày, bà ơi, bà, quẳng bà, xác mày vào xe bò ấy! Thầy, thôi tôi xin bỏ ra! Thời buổi này, mất một con gà người ta còn tiếc, chứ mất cái thứ giống mày, chỉ tốn vài xẻng đất thôi con ạ. Thank you.
Còn quên đồ cô hãy tớ mất con xui mẹ cháu nhé anh ơi. Về làm ngay không tao cắt lương.
cuối đi cô. Cô đi tiếp sau thôi mà. Sao cô không cãi? Cứ rút giáp rồi bắt nạt lại. Cô chưa lễ nó đồng nào, nó còn đánh. Nó thù đấy. Ngày cô ấy mới vào đây, nó xé quần cô ấy ra, đẻ sắt cô xuống nông than. Cô ném than vào mắt nó, thế là nó thù đấy. Tội nghiệp. Nó dọa đuổi em kỳ này cùng với non trăm thợ đàn ông đàn bà nữa kìa. Cái túc quay lại đấy. Lần này em không sợ nữa. Chúng cứ kế sinh nhai của em thì em giật lại. Nó còn dọa đuổi cả tôi nữa đấy. Chúng dọa đuổi cả tôi nữa. Thế cô định làm gì? Cánh thợ đàn ông rủ em sau kiếp làm vào kho than sẽ bàn cách đình công. Chị cùng đi với em không? Cho tôi đi theo với. Này, chỗ thập tân tỉnh tôi mới kể nhé. Hôm vừa rồi chồng tôi lên nhà hội quán, chỗ bùa hồ ấy mà, xem Tây Nhật đánh nhau, thấy vô số cửa Việt Minh, bao nhiêu là chuyển đơn. Thế rồi có một chị đàn bà, mà là đàn bà nhé, đứng lên hô hào đánh đuổi Nhật Pháp. Chung quanh chị ta có mấy người cầm súng để hộ vệ nhé. Lần này chủ không chịu nhượng bộ, kiên quyết kéo dài cuộc đình công anh ạ. Đúng, khi thi quần chúng đang lên rất mạnh. Anh cho tổ tuyên truyền chúng em giải truyền đơn khắp nhà máy nhé. Như à? Sao anh có vẻ lo lắng thế? Bị bắt rồi. Chồng em bắt à? Chồng em bị bắt. Chồng em bị bắt.
cho cùng thì tất cả chúng ta đều đã bị bắt, nhưng chúng ta vẫn hoạt động. Chỉ tiếc cho chồng em là không được hoạt động trong lúc thời cơ đang đến. Nhu nói đúng, Thành ủy quyết định cử đồng chí thay chồng đến củng cố lại vùng tiếp cận Hà Nội mới bị vỡ cơ sở này. Thành ủy tin là Nhu sẽ đứng vững. Nhu ạ, ở vùng đó đồng bào đang bị đói, bọn mật thám đang truy lùng ráo riết, cơ sở vỡ, các đồng chí ta bị bắt rất nhiều. Em hiểu, em sẽ giả làm dân thành thị qua đấy, dò xét tình hình trước đã. Đây là mật hiệu, đồng chí liên lạc với đồng chí Tứ. Cả vùng này chỉ còn đồng chí đó chưa bị bắt. Địa điểm liên lạc, cây đa đoài thôn, lúc mặt trời lặn, nhớ nhé. Chiêng làng chiêng nước, xóm trước thôn sau, nghe rõ từng câu, bảo nhau tuân lại. Đi lại gắn 6:30 luôn non mới được chừng này gạo đây. 6:30 luôn non mà chỉ được có ngần này gạo à? Đói quá, còn cháu tôi chết gần hết cả rồi, chỉ còn mấy mụn như thế này đây. Cũng người thôn đoài ta. Vâng, nghe tiếng nói cô không phải là người làng tôi. Cháu khâu thuê bên kia sông, nghe nói anh Tứ có thuốc xài gia truyền, cháu sang mua. Tứ à, nó chết rồi, mộ nó kia kìa. Thuốc xài bên Thần Đồng kia kìa, cũng hay lắm, sang mà mua. Chớ hỏi đến nhà Tứ nữa, hôm nọ người Tây về bắt cộng sản, nó chạy bị bắn chết. Bây giờ họ còn rình quanh nhà nó đây.
Con nào bà kia? Đứng lại. Cắm. Mày đến mộ thằng Tứ, liên lạc về Minh, thu thập đồng đảng tao biết mà. Ê chết, ngày nào nhà cháu chẳng khâu thuê qua đây ạ. Khâu thuê? Sao cứ quanh quẩn ở đây? Ngắm thầy, là cháu thấy bà cụ vãi gạo cho bốc hộ, vết bốc còn đây. Bà cụ còn kia thầy. Dạ thưa thầy, thầy khám nhanh cho nhà con còn đi ạ. Cụ Tránh làng Liễu hẹn con tối nay đến trần cho cụ kéo bông ạ. Cháu mới cắt cáo cho thêm khách bên kia sông đấy mà. Giơ tay lên khắp. Chồng mày đâu? Dạ, chồng cháu ở nhà. Diệt sư. Chồng ở nhà, có mang sao lại phải nét bụng hả? Thầy không thương. Thầy có ở cảnh nghèo như con thầy mới hiểu. Đói rét, ngày ngày lặn lội đi khâu thuê qua mấy con sông. Không nén bụng nó sổ thai chứ còn gì. Các bác Tuần ơi, các bác cũng ở cảnh nghèo như em, nói hộ em một tiếng. Dạ thưa thầy ạ, chị này đúng là người đàn bà đi khâu thuê đấy ạ. Thôi để tha cho nó. Đi. Thầy ạ, thế là cô ả bị cái tác oan. Cái nghề này có đánh oan nhiều đứa mới được việc hả? Thật không ngờ một điệp viên do chính tay tôi dạy nghề này để sống con cộng sản đòi ấy. Đây, năm 1936 nó mang tên Lê Thị Chắt, cầm đầu thợ nhí đi đeo đình công. Năm 38 nó vượt mục. Chống đây này. Chính nó xúi dục chợ Đồng Xuân Bãi Thị. Năm 41 nó mang tài liệu Trung ương Cộng sản lần 8 về xuôi. Đây là tên Hòa, thợ điện chồng Thị Nhu. Gần đây lại thấy bóng dáng nó ở đất Hà Nội. Thấy chưa? Thôi thôi, trừng phạt nó như vậy đủ rồi. Cô Kiều Trinh, cô ra có điện thoại gọi đấy. Công. Dạ. Lại đây. Dạ, dạ. Tại sao anh lại để sống Thị Nhu? Dạ bẩm quan lớn, vì con còn mãi đuổi theo một con mồi khác à. Dạ, tên này mới về hoạt động ở vùng chúng con. Trong khi tên Hòa chồng Thị Nhu bị bắt, chính con đã bắn hụt tên này.
Dạ. Tên nó là Kiên. Em ruột bà Kiều Trinh đấy ạ. Sao? Em ruột bà Kiều Trinh? Dạ. Dạ. Đây là bố đẻ của cả hai người. Kiên. Cá ở trong bể thì bắt lúc nào cũng được. Tôi lại muốn anh bắt được chim ở trên trời như thị Nhu kia. Hả? Có phải không, cô Kiều Trinh? Vâng. Cô nghe rõ lời tôi vừa nói với công chứ? Vâng. Rõ đấy ạ. Nhưng tại sao cô lại có vẻ bối rối thế? Vâng, quả là em đang bối rối đấy ạ. Công, đi ra. Thưa quan lớn, Sở Hiến binh nhập ra lệnh cho ta phải tìm cho được Trung ương Cộng sản có tiên hiện ở phụ cận Hà Nội. Thời hạn từ nay tới mùng 9 tháng 3, tức là còn 5 ngày nữa đấy ạ. Hả? Sao? Ây... Thưa quan lớn, cũng chính ngày mùng 9 tháng 3, quan toàn quyền Đờ Cu được nhật mời vào Sài Gòn đấy ạ. Tại sao? Tại sao lại không là ngày mùng 8 hoặc là ngày mùng 10? Mà lại cứ nhất định phải là ngày mùng 9 nhỉ? À, mà tại sao Sở Hiến binh Nhật không gọi điện thẳng cho tôi mà lại gọi điện cho cô nhỉ? Vâng, chính em cũng đang băn khoăn về chuyện đó, muốn được quan lớn chỉ bảo cho đấy ạ. Thôi được. Việc khó đến mấy mà thái biết đánh vào chỗ hiểm thì cũng sẽ thành công. Đây, cô xem đây. Những phần tử trung kiên của Việt Minh Cộng sản đang chết đói. Đây. Chúng đói đến mức độ không còn bám nổi vào cơ sở làng quê của bọn chúng. Đó. Đến vụ thu thập tạ này, hàng triệu dân quê và thợ thuyền sẽ mất hết trí khôn. Sẽ mất hẳn hình người. Và chúng sẽ chết. Chúng sẽ chết như một loài động vật cấp thấp vậy. Trên một khoảnh đất quá nhỏ mà không cần lò thiêu người như kiểu đó. Phải hiểu như vậy và phải làm như vậy thì sẽ tìm được ra chỗ ở của Trung ương Cộng sản, sẽ bắt được Thị Nhu. Và khi bọn Cộng sản đã bị tiêu diệt rồi thì tất cả các bọn quay quắt khác định chống lại công việc của người Pháp ở xứ này đều tan hết, có đúng không? Đó. Chạy cho cháu về, kiếm mở cái cháo cho cháu nó ăn là. Thời buổi giờ kiếm ăn khó khăn thế. Nhà này mới phất từ khi Nhật sang. Ngày trước con vợ toàn buôn nước bọt. Thằng chồng coi nhà hội quán, tổ tôm điếm. Dạ thế đấy. Sách báo gì đó ở Hà Nội ý. Bây giờ
cứ điên kỳ vét thóc tạ. Thằng chồng lại về ghi chép sổ sách giúp vợ đấy. Men, mấy hôm nay bà đi tìm mãi cháu. Có chuyện gì thế hả bà? Về nhà rồi bà báo cho mà biết. Đi nhanh lên. Đi. Tôi gì đấy hả thầy? Chậm nộp thóc tạ giải lên tỉnh đấy. Đi. Mấy con mẹ này dẹp ra để tôi có thể chạy. Đi nộp thóc tạ xin. Con đi nữa. Năm nay à, đến quan phải sợ Việt Minh, không dám giải tù. Mọi năm à, dây tù đằng trước, dây tù đằng sau, quan lính đi giữa, quát vỡ cả chợ. Nghe nói bây giờ trên mạn ngược, Việt Minh chói cả quan Tây lẫn quan Nhật. Khóc cứ như gì ấy. Hiệp đây. Hiệp, hiệp. Hiệp. Dẹp, dẹp các quan đi. Hiệp, hiệp. Hiệp. Dẹp, dẹp ra. Bà lớn chưa? Lên đến tỉnh thì lại thành đĩ. Thốt và dinh công sứ ta còn lạ. Êp, êp. Êp. Êp, êp. Cho cây cơ đi giải tù, lại tự mình áp tài vợ lên nộp quan Tây. Sắp thăng quan với bà. Dừng lại nhỉ? Con này của nó. Ép, ép. Ép. Dẹp, dẹp, bắn ra. Dẹp. Phải theo nó mà về chứ. Con này nó cách chức được cả chi huyện đấy. Con yêu tinh này mà về thì lại khối cộng sản bị bắt đấy. Em, em. Em. Dẹp, dẹp. Dẹp ra. Lại đằng này mọn ơi. Quan về đấy. Thế à? Úi dồi. Bằng quan lớn à? Quan lớn à? Dạ. Dạ. Lại quan lớn à? Quan lớn đi đâu mà đấy à? Dạ, con bằng quan lớn à? Quan lớn dạ. Đang đi kinh lý việc trong đây. Dạ. Ghé vào thăm ông bà đấy. Úi dồi, dạ. Ôi, được quá. Quá dạ. Xin mời rồi. Quan lớn ạ. Quan lớn và thầy quan lớn xin thầy thông. Trong nhà chơi ạ. À. Mở nó lên nhà chiếc thác nước. Chưa chết, con chưa chết, đừng chôn con. Đằng nào thì cụ cũng chết, để con chôn sớm cho cụ được mát mẻ. Chào thầy Thông Ngôn, lâu lắm mới thấy thầy trở về đây. Mời thầy. Này, anh đưa tiền, đưa bạc, đưa vinh hoa phú quý lại cho em đây. Thử xem nào. Này, đánh phấn môi son, uốn tóc lưỡi chai, anh Tiến cử em với quan Tư Nhật nhé. Em chịu thôi, ngày anh Tiến em cho Tây Đoàn, anh được làm ký rượu, còn em trà nước non gì. Lần này anh đưa hẳn em ra tỉnh Hà Nội, để em làm bà lớn Nhật nhé. Bộ Thông Ngôn quèn như anh, mà em là bà lớn Nhật. Dễ thường anh phải vái sống em đấy nhỉ. Cũng được. Vay sống cũng được. Này, thời thế thay đổi rồi, em sẽ biết anh. Thôi thu xếp đi. Thế đêm nay anh định nói những gì với bà con anh chọn làm cơ sở bí mật nào? Ê chết, em thì ăn nói làm sao được. Em chỉ tập trung họ đến để họ nghe chị nói thôi. Thôi được.
đất làng anh. Mảnh sành gan gà thế này. Ồ, chị cũng thuộc đồng đất quá nhỉ. Đấy, có món được tạ thóc, cả công lẫn của mà phải mất 80 đồng. Thế Tây Nhật thu tóc tạ giả bao nhiêu? Có 25 đồng thôi chị ạ. Mà cũng đã 3 năm nay rồi. Không liều thì phe này cũng chết. Đấy, tối nay cứ thế mà nói. Đã có gan lên Tây đuổi Nhật thì phải có gan nói. Bây giờ tôi dặn anh việc làm ngày mai nhé. Dò xem bọn tuần phiên gác ở gốc đa vào lúc nào, và người ấy hay làng vàng vào lúc nào. Nhớ kể tôi nghe thật rõ nhé. Bỏ lại không được khám, không được khám. Thưa thầy ạ, chị này là người làng có phải khám không ạ? Người làng cũng khám. Tất cả những ai đi qua gốc đa này chiều nay đều phải khám tuốt. Này, này, dạ hôm mẹ, này, này, khám như chặt xét. Thưa thầy ạ, khám rồi nhưng không có gì ạ. Con mù đánh dầm kia kìa, cứ lần vần mãi đây. Trò trà trò trẻ trộn đâu cũng không lẫn. Này, chọc cho nó mấy câu cho nó tế lên để ông công không biết thế nào là con gái thôn đông. Này, đã đẩy chồng chưa hay là con đẩy? Cáo trăng trộn phạ mồ mà ra tiến trái nên miệng đấy nói bậy trước quan kim áng đấy mà. Cuộc mồ thì đồng mạ hai quả thì trụi cấy đi cây thì đâu chết nằm về thì độ na núi ra thì bắt trói. Con gái thôn đông đặt vè chửi thì giỏi nhất thằng tổng đấy. Ê, ông kia đi đâu? Ông từ đâu đến hả? Từ đâu đến? Chẳng lẽ giữa đường tôi lại cho anh mấy cái tát nữa? Anh đi lùng công sản hay đi học cách chửi của đàn bà? Trong khi anh đang dán mắt vào con đàn bà thôn đông thì anh đã để lọt một đứa khả nghi rõ ràng có cử chỉ trông ngóng hẹn hò. Nó kia kìa. Làm gì đây hả? Các thầy hỏi tôi làm gì à? Tôi trông cái nhà ông này mặc quần đàn ông, nhưng khi vén quần qua chỗ lội thì lại rõ là chân đàn bà. Tôi trông khí âm nhiều mà khí dương thì ít. Tao hỏi mù làm gì thập thò ở đây? Lẫn mà lẫn người tôi sợ quá đi. Dạ bẩm bà cụ Vận là người thôn Đoài, con gọi bằng bá đấy ạ. Cút. Thôi đi bà. Vì mày chủ tâm bắt một thằng Việt Minh oắt con hòng hại tao để sống cả một con cộng sản nòi. Mày tưởng việc mày tâu với ông ta lông tao không biết phải không? Tao về đây kiểm soát mày còn vì việc ấy nữa. Tao sẽ cho mày ra nằm nghĩa đi ạ. Về đây. Thank you.
Trước lúc chết anh em chỉ dặn có một điều, hãy thay anh liên lạc, thế nào đã cũng về. Bà mới công cán dưới xã về, chắc là bà thấy dế bẩn thỉu lắm phải không ạ? Vâng, tôi thấy đúng như hai chữ phúc đức ở cửa nhà quan đấy ạ. Xin mời bà ngồi ạ. Cho anh kể. Mai con anh sẽ được tha. Vui vẻ thế này, hy vọng là việc của chúng tôi sẽ kết quả đấy ạ. Kết quả? Việc em bà làm cộng sản ở gần tôi mà chỉ điểm công đã đánh hơi thấy phải không ạ? Không, việc quan lớn chậm nộp thóc tạ kia, tôi biết do tiên công mật báo, quan lớn chờ Nhật thay quyền Pháp mới đem nộp để tân công với Nhật. Xin phép bà. Con này phải để tôi chịu. Bà già mà tiếp. À, dạ. Xin chào bà. Rước bà. Sen đâu? Dạ. Mang chiếc ví nhỏ ra hầu bà đây. Vâng ạ. Kể ra bà đã vào làng Tây thì em phải ngồi ghế salon tiếp bà mới phải ạ. Nhưng tuần nào em cũng thấy bà ngồi trên chiếu ngài quân tư Kawasaki. Nên em mới dám mời bà ngồi sập đấy ạ. À? Đi đâu? Sen. À, bà lớn đây ạ. À.
tôi chưa thành gia thất nên có giao thiệp rộng cũng là lẽ thường tình. Còn bà lớn đã có quan ông đây là phụ mẫu thiên hạ. Mà còn đang lôi tới sở nhật nhật từ tống danh thiếp thì xem ra. Mình vào trong kia, vào kia. Nghe thôi. Chúng ta đã hiểu nhau cả rồi, cũng nên nói thật với nhau. Tôi sẽ tạm giam Tiêm Công theo ý bà, để bà tha hồ mật báo với ông Ta Lông về nó. Nhưng bà phải tính với tôi về cái khoản thóc tặng, sao cho có lợi khi thời thế thay đổi. Và như vậy thì chúng ta mới yên tâm bàn về việc bắt Thị Nhung, bắt Cộng sản. Phải không bà? Anh Kiên. Gì thế? Em đưa đồng chí thượng cấp về gặp anh đấy. Thế à? Kiên không nhận ra chị à? Trời ơi, chị Nhung. Nghe Mến nói em bị thương ở tay phải không? Vâng. Bây giờ đỡ lắm rồi. Em bị đúng vào cái hôm mà cùng chạy với anh Tứ. May mà Mến cứu được em. Chị ạ, Mến đưa em về đây, ngày ngày chăm sóc em, hái lá đắp cho em, kiếm cám kiếm gạo nuôi. Đi ở nữa mà được đi học chữ. Thế mà bây giờ anh Tứ em đã chết, còn anh Hòa thì bị bắt rồi. Mến ạ, với em chị không giấu, chị là vợ anh Hòa. Em
em đưa chị về cơ sở cũ của anh Hòa nhé. Khi chưa bắt mối được liên lạc, chị đã tự tạo cho mình cơ sở. Điều cốt yếu là bây giờ làm sao nối được cơ sở cũ và mới vào một mối và đấu tranh ngay em ạ. Vâng. Nhật Pháp đánh nhau rồi. Chúng ta đã gây lại được cơ sở đúng thời cơ. Chị, tôi mà có nói sai à thì tôi cứ chết một đời cha ba đời chồng nhá. Ai lại vừa mới đến nhà quan chánh xứ, chưa kịp uống ngụm nước thì lính Nhật ở đâu ầm ầm bu đến thế này này, súng toàng toác bốn phương. Rồi lính Nhật ập đến trói nghiến cái quan chánh xứ lại. Vừa mới chạy ra cổng thì đã thấy nào quan đoan, quan đồn, quan chánh mật thám, quan đốc tờ, tây đầm tuốt tuột tuột bị trói gô như lợn dài ngay về Hà Nội khóc như gì ấy. Ôi giời, ba chân bốn cẳng chạy về quên cả áo dài. Ôi chào, mệt. Xe đâu? Lấy nước rửa mặt thầu vào lớn nha. Thôi mình vào rửa mặt đi. Ô vía. Chị vào rửa mặt đi. Ôi giời. Tôi đã biết ngay mà. Thế nào các quan Nhật cũng hết các quan Tây. Mà Nhật thì rồi cũng thu gạo, thu đay, thu thầu dầu. Rồi cũng nạ thuế, cũng bắt cộng sản. Còn tôi thì vẫn là chi phủ, các thầy vẫn là thừa phái, là lục sự, có gì khác đâu, chúng ta cứ chơi đi. Bốc gì đấy? Lớn tẩy trí phải ạ. Ăn tốt. Không. Bao à? Dạ, em xin nhường quá lớn ạ. Dạ, nhân thời thế đổi thay, em muốn xin quan lớn cấp cho em cái môn bài thuốc phiện ạ. Dạ, chắc quan lớn bằng lòng chứ ạ. Được. Trời ơi, tội quá, tội tình gì mà trời cướp hết cả con lớn cháu của tôi thế này. Chị Như ơi, chị để mở cua bất cả. Lấy tiền đóng gạo cho con cháu chưa kịp ăn thì nó đã chết rồi. Thổ tiên trời Phật, sao người nghèo lại cực khổ thế này. Phong trào thay cho anh Tứ nên mới có ngày nay. Không có số mà cũng không có mệnh.
Tiên. Tiên cũng khóc đấy à? Chết đói rồi lại bị khủng bố. Quần chúng cách mạng Trung Kiên theo nhau mất dần, mà mỗi người mất đi lại thêm nhiều người khác lo sợ. Nhưng càng lo sợ thì phong trào càng xuống. Điều đó em đã nghĩ đến chưa? Còn ở đây thì mọi người hãy yên lòng. Trước hết hãy chặn Chi Huyện lại, không cho nó gặp quân Nhật. Thưa đồng bào, mấy chục tên Nhật không đánh nổi cả huyện, mấy vạn quân Nhật không đánh nổi cả nước. Việt Minh đang đưa hàng chục triệu con người đói khổ như chúng ta vùng dậy. Chúng ta đã cầm được gươm, được súng thì phải cầm cho thật vững, hành động cho thật mạnh. Biết đi. Cáo với cố vấn Nhật và tổng đốc là ốm, xin về quê nghỉ dài hạn. Còn đây, viết lệnh cho cai cơ phải mang súng nộp cho cách mạng. Viết. Cách mạng đã nói là cách mạng làm. Chúng ta giành lấy chính quyền để chúng ta xóa đi mọi bất công. Cho nên một kho gạo chiếm được ngày hôm nay chưa phải đã nuôi sống được người. Đồng bào, hãy nghe theo lời kêu gọi của Việt Minh, nối phong trào huyện ta với Hà Nội, với cả nước, đánh đổ giặc Nhật, giành lấy chính quyền. Anh chị em cứ mang khóc